Rồi xin chào anh em nhé Thì hôm nay em review cho anh em Về con 796M2 Tương đương một máy 2 pin 4A một sạc Và hôm nay em sẽ có chương trình Gọi là cơ hội vàng Trong làng để Quát luôn Rồi ok đầu tiên là Bộ 796 pin 4A 2 pin một sạc nguyên thùng Đó, Hàng này là sản xuất 2021 Lô mới mới nhất luôn Đó, Hàng này thì thân máy bảo hành Anh em lên đến 3 năm Pin sạc bảo hành 1 năm đó kèm theo được tặng một cái thùng nữa thì bộ này hiện tại là hãng đang làm giá như biết là 5 triệu 600.000 đó thì hôm nay em uh, giảm giá cho anh em chỉ còn lại 4 triệu 400.000 cho một bộ như thế này và đặc biệt hơn nữa khi anh em mua bộ này 4 triệu 400.000 anh em sẽ được mua một cây DCF 887 với giá 1 triệu 500 80.000 đó anh em lỗi nha khi anh em mua bộ này xong anh em có thể mua con đề quát DCF 887 này với 1 triệu 580 ngàn đó thì anh em nào quan tâm thì có thể liên hệ em qua số điện thoại trên tiêu đề đó thì chương trình này sẽ diễn ra cho anh em là trong vòng uh, tuần này đó, 7 ngày trong tuần số lượng cũng có hạn thôi cho nên là anh em nào nhanh tay thì có thể còn còn anh em nào mà biết sau xem video sau thì có thể sẽ bị hết hàng. Cho nên là anh em nào chưa đăng ký kênh thì anh em có thể đăng ký kênh để nhận thông báo các chương trình khuyến mãi hot của quát đó. Rồi thì uh, sẽ test máy cho anh em luôn nhá. Đầu tiên em sẽ test con 796 cho anh em xem. Rồi ok nha anh em, con này là vòng tua lên đến 2000 vòng trên 1 phút, 3 chức năng có búa và sử dụng cấp trượt ở đây là 15 cấp trượt, 13 cấp trượt này, nhưng mà anh em vẫn đến mức 15 lực. Đó. Thì động cơ là không chổi than này. Đó. Đèn có 3 cấp chỉnh đèn này, cho nên là anh em sẽ có một bóng đèn siêu sáng dành cho anh em sử dụng ở trong phòng tối. Rồi, có 500 đi kèm để anh em giữ mùi vít này. Có móc treo này. Đó, đi kèm với nó là pin 4A đối với một pin 4A này thì anh em sử dụng gần như là cả ngày rồi và được thêm một cục pin 4A Sakura đó thì dành cho những anh em nào mà có nhu cầu mua bộ này để làm công trình thì là một sự lựa chọn tốt dành cho anh em nhé anh em lưu ý con này á thì lực của nó cũng khỏe đó. À, tốc độ thì 2000 vòng thuộc dạng tốc độ cao rồi. Cho nên bộ này là anh em đi công trình là thoải mái luôn rồi nha anh em. Đối với hai pin 4A này. Đặc biệt tiếp theo là với con 887 này anh em có thể bỏ chung thành một cặp như thế này. Đó. Thì đối với con này để em sẽ review cho anh em sẽ bỏ vô một thùng bằng hai máy hai pin một sạc được luôn. Rồi ok, em tiếp theo em sẽ tháo con 887 ra cho anh em nha. Rồi ok, đây là con 887 nha anh em. Khi anh em mua một cặp như thế này thì về anh em thiết kế như thế này để anh em bỏ vô thành một cái thùng mà một cặp hai máy hai pin một sạc nhá. Đó, thì anh em nào mà đang có máy mà chưa có thùng anh em có thể mua thùng về anh em bỏ vô thành một cặp được. Rồi ok. Rồi, đầu tiên cái sạc nó nằm ở đây thì anh em sẽ di chuyển qua phần bên hộp pin này. Đây, để em sẽ thiết kế cho anh em. Cục pin anh em sẽ bỏ cùng máy nằm ở đây. sạc anh em sẽ bỏ ở đây. Và anh em lưu ý để bỏ được ở đây thì anh em phải cắt nhá. Anh em cắt phần này này, em sẽ giải thích cho anh em dễ hiểu chi tiết luôn. Là anh em sẽ về cắt phần này. Đó, bỏ cái phần này luôn. Đó, thì anh em sẽ bỏ sạc ở đây. Đó, còn phần thân máy thì anh em sẽ cắt bỏ luôn cả cái phần bỏ mất sạc này, cắt hết, cắt cái vòng này, viền này. Cắt hết cắt cả bốn cái châu chỗ đế sạc này luôn. Cắt hết, bỏ hết và anh em bỏ thân máy như thế này. Đó. Hình dung cho anh em hình dung trước rồi anh em về cắt cho nó đẹp. Đó có việc để anh em làm gọi là vừa vừa sưu tầm vừa làm máy vừa có cái để nghịch đó. Sau khi anh em thiết kế xong thì nó sẽ được một bộ combo thùng như thế này, rất là đẹp luôn. Đó. Bỏ chuẩn luôn, đẹp luôn. Bao gồm này, một thân máy này, một pin 4A này, một thân máy, một pin 4A, một sạc trong thùng luôn. Và khi anh em bỏ thế này thì anh em đóng lại, ngon lành. Đó sau khi anh em cắt mới bỏ được nha anh em lưới nha đó thì anh em đóng thùng lại rất là khít luôn khi anh em đã cắt xong đó là em tư vấn cho anh em để anh em mua combo này kèm cái thân máy này giá đang rất là tốt đó bình thường bộ này em đang bán là 4 triệu 700 ngàn đó, hôm nay giảm chỉ còn là 4 triệu tư thân máy này bình thường em đang bán là 1 triệu 700 đến 1 triệu 800 ngàn hôm nay giảm chỉ còn là 1 triệu 580 ngàn đây là cơ hội tốt dành cho anh em mua hàng để quát trong thời gian này. Nó anh em quan tâm thì có thể liên hệ em qua số điện thoại trên tiêu đề. Đó. Còn anh em thắc mắc thì có thể liên hệ qua zalo, em sẽ hỗ trợ tư vấn thêm để anh em phù hợp để em, em sử dụng uh, cho nó thích hợp. Rồi, rồi ok. Còn những em nào mà muốn mua phụ kiện cho bộ này uh, để vặn vít này, các thể loại vít này sửa chữa cũng như là vặn khi có nhu cầu thì anh em có thể mua bộ này, bộ này là hàng chuẩn châu Âu, xuất đi châu Âu là xuất đi bộ này thường thường là xuất đi Đức với lại xuất đi Úc. Đó. 32 PC tương đương 32 mũi và thêm một đầu chuyến này. Đó. hàng này là hàng xuất đi châu Âu. Đó, giá của nó là 250 000 ngàn và khi anh em mua kèm bộ này chỉ còn lại 200 000 ngàn. Đó. Thì có thể anh em mua thêm. Bộ này thì rất là nhiều người mua của em rồi nhé. Giá cả thì mềm mà chất lượng thì đảm bảo, thép cứng, xịn sò. Anh em vẫn vít thoải mái. Thì trong này nó có các vít sao để anh em mở vệ sinh máy này. Đây. Tương đương với các con ốc này này. Thì anh em có thể mở ra một mặt của nó để vệ sinh máy khi anh em trong quá trình sử dụng nó bụi bầm. đó Để cái máy của mình bền hơn đó, Thì anh em có thể mua bồ này để anh em mở Cũng như là vặn các con ốc Khi anh em gặp những con ốc lục giác này kia mà anh em không có cái lục giác Thì anh em có thể vặn trực tiếp bằng mũi này luôn Có đủ đồ cho anh em từ cộng trừ sao đủ kiểu đó, Thì 200 ngàn anh em quan tâm đến set này. Đó thì có có anh em bình luận báo em làm về 796 thì hôm nay em đã làm về 796 cho anh em. Anh em nào muốn em làm về video của con máy nào thì anh em cứ bình luận phía dưới, em sẽ làm chương trình về bộ đó cho anh em luôn. Về đề quát. anh em đang có nhu cầu mua con nào thì em sẽ làm chương trình về con đó cho nha. Rồi, ok anh em nào xem video thấy hay thì cho em một like, anh em nào có nhu cầu à tìm hiểu về dòng này thì có thể đăng ký kênh của em để theo dõi các chương trình khuyến mãi cũng như là anh em để lại bình luận về nhu cầu của mình thì em sẽ làm video về theo nhu cầu luôn đó rồi cảm ơn anh em đã xem video